đây là góc đường Đặng Thị Rành và Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức ha các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một tiệm bánh mì, xá xíu và phá lấu cũng ngon ở Thủ Đức. Mình nghe một người bạn của mình giới thiệu cho nên là mình tới đây mình ăn thử. Đây là xe bánh mì phá lấu. Đây nhìn vào mắt chúng ta là sẽ có những ổ bánh mì màu sắc rất đẹp và những cục thịt nướng. Đây là chị chủ đang chuẩn bị những cái phần thịt để bán chiều nay cho khách. Nướng thì nè. Nướng thì mình quay hả? Quay á, quay luôn quá em. Cái này thịt là ba rọi hay thịt gì đó chị? Đùi sao của nó chứ nạc dăm rồi đó em. Này mình nướng ở tiệm hay là nướng nhà luôn, nhà chị làm á. Sắp ra và bên này là phá lấu luôn, phá lấu bào tử, lỗ tai, mũi. Này thì bán khoảng tầm bao nhiêu ký vậy? 10 mấy 20 ký. Thấy gì đó. Ở đây chị này sẽ bán không có bỏ nước tương như những bánh mì khác, mà là dùng nước quay cạnh ra chan luôn. nước quay thịt heo ra để chan vào bánh mì. Mình bán được bao nhiêu bấy lâu nay rồi vậy? 2 năm. Cái này kêu bằng bánh mì khó lấu rồi. Yeah. Khó lấu với xá xíu rồi. Là mình chị bán thôi hả? Hai chồng bán rồi. Rồi rồi hàng ngày là chị dọn ở đây bán mấy giờ? 2 giờ là dọn ra là bán luôn đó em. À, thường thường mấy giờ mình nghỉ á? Bán nhằm bữa hết sớm thì 7 giờ mấy. Dạ, yeah, khoảng 7 giờ tối. Tới 8 giờ rưỡi là hết đáp. Này nó nhầm người ta ăn người ta nó ngon. À. Mình bán là lúc nào cũng phải nó ngon rồi, mà người ta ăn mà cũng có ngon rồi. Dạ. Yeah. Ừ. Cái này là ngời là ở bên chồng. Cái ngời này là mấy chục năm rồi. Hồi mà ở dưới, hiện bây giờ ở dưới quê là cũng có một xe nhỏ em bán là mấy chục năm rồi đó. Nói chung cái nghề này là đó bán ở dưới quê trước. À. Quê rồi ông anh á, ông thứ hai á, ông mới dạy nghề mấy em út rồi mới lên đây. Bán ở trên đây cũng nhiều xe lắm rồi. Là ở đâu chị? Từ là đâu? Chị không có gành đường. Chồng chị gành, chị không gành. Trên đây là như 4-5 xe rồi đó. Là của nhà chị hết luôn. Anh em là gia đình anh em không bên chồng không rồi. Rồi chị là người ở đâu chị? Gốc ở đâu? Cần Thơ. Tại nghề này là nghề của bên chồng. Nghề này là lâu lắm rồi. Cũng là đẩy xe ra vỉa hè bán vậy hả chị? Chị rồi ngày mình bán khoảng bao nhiêu ổ bánh mì chị? 200 mấy. 200 mấy ổ hả? Bán mấy tiếng rồi. Thì từ 2 giờ chị dọn ra chị bán nhập bữa, nói chung ra bữa nào hết sớm về sớm. Ổ này là thịt không à. Thịt heo không à. Thì một nhĩ tỷ là ta xá xíu quay đó. Đó. Còn ổ đầy đủ là vừa thịt nè, rồi lỗ tai nè, bao tử nè. Những cái đó là heo hay là bò vậy? Heo không em, ở đây bán thịt heo hết, không có nào bò hết. Kìa ổ đó. Ổ không rau dưa. Dạ. Chị đang cắt gì đất cái gì của ta? Có lấu mũi nè. Mũi heo. Bánh mì giao tới thì chị. sau một hồi khách mua bánh mì gần hết nguyên liệu thì chị để sắc thêm và kêu lên cái dĩa để bán cho kịp những khách hàng đến đây mua. Đây, mọi người có thể nhìn đây vẫn là miếng thịt, đây là những phần thá lấu rất là ngon và cái màu sắc cũng đẹp. Và đặc biệt hơn nữa là những cái xiên nướng thịt heo ở trên đây được làm từ công thức riêng, gia vị riêng, ướp quay tại nhà. Cái gì mà sao thấy màu nó đẹp vậy chị? Mật ong rồi đó em ơi. Nó vẫn còn cái nước cho chuẩn bị chảy đúng không chị? Mật ong thì trong này mình nướng những cái thịt heo thì bao nhiêu phút là chín vậy? Cái này quay 2-3 tiếng đồng hồ, đâu phải quay ấy đâu em. Quay 2-3 tiếng. Đâu phải quay từ từ lửa từ từ nó mới chiên, chứ quay lửa nhiều quá cũng đâu ngon. Quay gì cũng từ từ. Nhà chị gần đây không? Đây mướn phòng trọ cưng. Dạ, là cũng gần đây đó là. Cũng gần đây nè, đường số 9 nè. Rồi khoảng 1,5 triệu ra đẩy xe ra đây hả chị? 1,5 triệu là dọn hàng chở đồ ra đây hết, rồi bắt đầu mới đi đẩy tủ này, gửi tủ trong đây, đẩy ra rồi mới dắt đồ lên rồi đầu là bán đó, là 2 giờ là bán em. Vậy thì khách mua số lượng ở đây á, từ xưa giờ chị bán mua bao nhiêu ổ là nhiều nhất? Nhiều là 10 ổ, 15, 12. Nhiều khi cả người ta đặt, nhiều khi cả 60, 70. Đặt văn phòng á gì ha? Mấy người như ủy ban rồi là điện cái là 30, 40. Nhiều khi mấy công ty mà ta tăng ca đó lại 70, 60 cũng có. Bình thường là 15 ngàn, bây giờ đặt số nhiều cũng vậy, cũng 15 ngàn. Còn bao tử lỗ tai á là 20 ngàn. Bao tử lỗ tai là phá lấu, bánh mì phá lấu đó. Là bánh mì phá lấu tai bao tử đó là 20 ổ. Rồi cái nước chị đang làm là nước gì vậy chị? Thì nước quay thịt để ra đó em, chứ không có nấu gì. Quay thịt, nước quay thịt đó để mình chan vô bánh mì luôn rồi chị. Cũng như là mình quay lu đó, rồi nước nó nhiễu xuống mình hứng. Gồm cái gì chị? Thịt. Này thịt nè, thịt heo. Xá xíu nè. Còn cái này nè. Đó là cái gì chị? Xá xíu. Rồi cái này dưới tấm thớt á. Dưới là tai, phá lấu tai, bao tử. Một ổ đầy đủ ở quán chị bán là bao nhiêu tiền? 20. Nước thạch quay nè. Dạ rồi. Ổ nào cũng đều trang một ổ. Đây số lượng khách đến mua bánh mì, xá xíu và phá lấu ngày đông. Cứ chiều lại là những người xung quanh đây cũng ghé tiệm bánh mì mua rất là nhiều. Đây là những thực khách đang mua bánh mì. Thật hay phá lấu. Đây chị sẽ làm một bánh mì phá lấu. Lâu rồi con. Cô thấy ở đây bánh mì như thế nào? Ngon. Dạ, ngon. ngon tuyệt vời. Cô thường đến đây ăn là bánh mì gì cô? Hai thứ luôn, ăn đủ thứ vậy đó. Mà cái mà của nó như thế này nè, nó ướp như này không ai ướp giống nó được hết trơn á, riêng đặc biệt vậy đó. Bởi vậy nó mới thu hút mình, ở xa mà mình vẫn tới mình mua. Cô ở đâu cô tới mua bánh mì rồi cô? Cô ở bên đường số 10 á, phường Trường Thọ. Là chị đã mua bánh mì thịt hay là bánh mì kho lấu vậy? Chị là ăn thập cẩm, chị ăn khổ 20 không? À, thập cẩm là gồm có xá xíu và kho lấu luôn. Con đường giao lộ giữa con đường Đặng Thị Rành và Tô Ngọc Vân. Đây phía trước quán đây các bạn.